Các năng lượng của Lunsa, nếu mà anh biết là Lunsa của mình nó có 7 màu, là 7 Lunsa chính là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chanh, tím. Đúng rồi. Là từ bên dưới đi lên. Lunsa nào mà nó là bị yếu là anh sẽ bị sinh bệnh ngay chỗ đó. Là giống như mình đào lên là nó là như vậy. Đó thì đó là thạch anh trắng bình thường thôi. Khi mà nghiên cứu kỹ thì em mới biết là đá Lemuria này á, nó chỉ có ở một cái mỏ đá Minas ở Brazil thôi. Có khoảng vài chục ngàn người họ đã di chuyển được xuống lòng đất họ sống. Tại vì nó có một cái gọi là Recoil Keeper. Không phải cục Lemuria nào nó cũng có Recoil Keeper. Recoil Keeper là gọi là người ghi giữ thông tin. Với các bạn ở trên TV. Đó, thầy. Nó đó. Là cái này không làm giả được, tại vì anh để ý là nó nằm ở bên dưới cục đá. Wow. Khi mà anh mở lên thì nó là nó mặt phẳng bình thường, không phải bắn lên. Hello, mình là Nam Ngô. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, chúng ta đang tiếp tục ở chỗ của Tuấn ha. Thì mình phát hiện Tuấn cũng còn một cái niềm đam mê khác, cũng như là một cái sự hiểu biết về cái bộ môn này. Mình thấy hay quá, mình cũng chưa biết luôn, cho nên là mình sẽ nhờ Tuấn giải thích một chút xíu về gọi là năng lượng và đá ha em. Đây là những cục đá mà em sưu tầm á ha. Ok em, thì nhờ em chia sẻ mọi người biết, cũng như là anh biết thêm về năng lượng cũng như là về đá, các loại năng lượng đồ này nọ. Ok, rất là nhiều thứ luôn, mình là mù tịt vô này luôn. Ok, đây bây giờ là quay từ đâu ra ta, từ trong đó ra hả? Đây, em đi đúng rồi, em vô đó đi, Tấn đứng đây. Anh thấy trên bàn của em là có mấy cái mẫu đá em để trên cái bàn làm việc luôn, thì dạ, nó có một cái giá trị về mặt tinh thần gì không? Năng lượng gì không? Thì nói về phong thủy của Việt Nam á, thì người ta quan niệm theo ngũ hành đó là kim mộc thủy hóa thổ. Tức là thủy sinh mộc hay là hỏa sinh thổ gì đó. Thì họ chơi đá theo cái đó, nhưng mà cái mà em nghiên cứu thì nó lại thuộc về nó năng lượng nó chuyên sâu hơn. Em nghiên cứu chủ yếu là năng lượng có thêm ở bên châu Âu nữa. Thì họ lại liên quan tới luân xa nhiều hơn. Đó thì khi mà anh nhìn thấy ở đây á, tức là một cái này nó gọi là lưới tinh thể dạng cơ bản. Một cái lưới tinh thể dạng cơ bản này thì nó lại theo các năng lượng của Lunsa. Nếu mà anh biết là Lunsa của mình nó có 7 màu, là 7 Lunsa chính là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Đúng rồi. Là từ bên dưới đi lên. Đó là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Là đen và trắng. Ok. Thì đen và trắng này là em đang để nó bị ngược, là trắng trước đen sau á. Nhưng mà khi mà mình xếp thành một cái hệ thống tinh thể này á, thì nó sẽ theo một cái vòng năng lượng. Vòng năng lượng này nó sẽ cung cấp năng lượng để mà nó cung cấp cho cái luân xa nó hoạt động tốt hơn, để mà nó khỏe mạnh hơn. Tại cái luân xa là cái gì ta nói vậy? Luân xa tức là trên người mình nó sẽ có những cái luân xa chính, giống như luân xa 1 đi, là nó nằm ở chính giữa cái hậu môn với bộ phận sinh dục. Luân xa 2 là nằm ở trên này một chút, là cách khoảng 4 ngón tay từ cái bộ phận từ cái đúng đi xuống. Luân xa 3 khoảng ở đây, 4 ở đây, luân xa trái tim. Luân xa 5 là ngay cổ họng nè. Đó, luân xa 6 là ngay ở đây. Là ngay cái con mắt thứ ba, là luân xa 7 là ngay đây, ngay đỉnh đầu. Dạ đúng rồi. Đó thì nếu mà những cái luân xa này nó hoạt động tốt thì một người đó là khỏe mạnh. Luân xa nào mà nó hoạt động bị yếu là anh sẽ bị sinh bệnh ngay chỗ đó. Nếu như luân xa 3 đi, luân xa đúng mặt trời thì nó sẽ hỗ trợ năng lượng cho hệ tiêu hóa. Thì người nào luân xa 3 yếu thì cái tiêu hóa họ sẽ không tốt, rồi sinh những cái bệnh về cái chỗ đó. Thì họ có thể sử dụng những cái cục đá này để mà nó hỗ trợ để chữa bệnh, để mà tăng cái năng lượng. Nếu mà anh có tìm hiểu về những cái nền văn minh mà nó trong truyền thuyết á, giống như nền văn minh Atlantis nè, nền văn minh Lemuria nè, thì người Atlantis là có cái công nghệ rất là cao. Hồi xưa họ sử dụng những cái tinh thể như thế này, họ lắp vào phi thuyền và họ bay được luôn. Đó thì họ nạp năng lượng cho nó là để mà sử dụng. Thì hồi đó họ cũng chữa bệnh bằng những cái loại đá như thế này. Có những cái phòng chữa bệnh mà có những cái loại âm thanh nó mang năng lượng để chữa lành, và nó sử dụng đá để làm. Thì em là em nghiên cứu về những cái nền văn minh đó, em nghiên cứu về những cái loại năng lượng đó. Đó thì em xếp thử một cái hệ tinh thể này, thấy nó có năng lượng. Đó thì cái mỗi cục đá nó lại có cái năng lượng riêng như vậy. Đó thì cái này là năng cục hạnh anh trắng. Hạnh trắng thì nó có năng lượng gọi là năng lượng khuếch đại. Đó, năng lượng khuếch đại thì sau khi mà mình xếp xong một cái hệ này đi, thì năng lượng của nó khoảng 17.000 bobit. Là cái bobit này là cái đơn vị đo năng lượng ở bên cảm xạ học á. Thì một cái viên thạch anh trắng này khoảng 19.000 bobit. Thì hai cái đó nếu mà em đặt vào đây á, thì tổng cái cụm này nó sẽ nâng lên
là khoảng 35.000 bubit. Ừ. Đó thì mỗi loại đá đều có một cái chức năng khác nhau, đều hỗ trợ những loại năng lượng khác nhau. Ừ. Đó thì cái cục đá này là selenite hay là selenite gì đó, em phát âm không có rõ đâu thầy. Nó là có tác dụng sạc năng lượng cho những cái loại đá khác. À. Một thời gian mà mình xài mà nó đã bị mất năng lượng hoặc nó hấp thụ quá nhiều năng lượng thấp đi thì nó cần sạc thì anh để lên trên đây. Đó thì nó sẽ sạc. Ồ. Để vậy cũng được, mà anh để trực cục đá trực tiếp lên đó cũng được. À. Đó, và trong cái vũ trụ này theo em biết là tất cả mọi thứ nó đều có một cái quy tắc. Ví như cái năng lượng nó có màu đó, đối với những người mà người ta có mắt thứ ba, khi mà người ta nhắm mắt người ta sẽ thấy bảy luân xa của anh nó phát ra cái aura, là cái nguồn năng lượng nó có cái màu tương tự. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, trầm, tím. Đó nên cái cục thạch anh tím này nè, đó là cũng là cục này, nó sẽ hỗ trợ năng lượng cho cái luân xa 6 của mình. Đó, luân xa 6 là ngay mắt thứ ba rồi. Đó đúng rồi. Thì cái luân xa 6 mà nó hoạt động tốt á, nó sẽ giúp cho một người đó là có khả năng tập trung cao, có những cái quyết định đúng hơn và có những cái giác quan gọi là giác quan thứ 6 á, những cái mà họ cảm nhận, họ thấy cái chuyện tôi thấy chuyện nó được, tôi làm. Nên đó lý do mà anh thấy những người sếp hay để thạch anh tím ở trên bàn. Đó là để cho họ những cái quyết định nó không có bị sai lầm, những cái sáng suốt coi như sáng suốt đó. Thì họ sẽ thành công nhiều hơn. Đó thì màu tím này là nó cùng màu với năng lượng của luân xa 6. Nhưng mà bù lại á, những cái thực vật giống như là hoa lavender nè, hoa đậu biếc, là những cái trà đó nó có màu tím. Nó cũng có năng lượng màu tím này luôn, và khi uống nó cũng an thần và nó cũng giúp cho mình hỗ trợ năng lượng cho luân xa 6. Hay là những cái có năng lượng màu cam như là cây cà rốt nè, hay là những cái gì nó đều có hỗ trợ năng lượng cho luân xa 3. Đó nên hồi xưa đó, ông bà cũng rành đó, thì khi mà mình bị bệnh đó, mình đi tìm những cái gì có hình dạng giống giống như vậy. Nó như là hả, con mắt đi thì nó giống trái nhãn đi thì nó bổ, hay là cái đậu gì đó đậu ngự thì nó có hình như quả thận, nó bổ thận. Đó thì họ nói về hình dạng. Còn khi mà em nghiên cứu em thấy cái màu sắc nó cũng liên quan đến năng lượng nữa. Nên khi mình bệnh về cái luân xa nào cái mình đi tìm cái có cái màu sắc đó mình ăn hoặc mình uống vô thì nó sẽ hỗ trợ cho mình. Luân xa 3 là màu cam, thì nó là luân xa 3 là ngay vị trí tiêu hóa. Dạ đúng rồi, tiêu hóa. Luân xa 2 là hỗ trợ bộ phận sinh dục. Luân xa 1 thì... là nằm giữa hậu môn với bộ phận sinh dục. Thì nó lại là năng lượng của cái gọi là cái sự gọi là khi mà anh bị một cái nguy hiểm á, giống như con thú dữ nó dí, tự nhiên anh chạy mạnh ơi là mạnh, nhanh ơi là nhanh, thì đó là luân xa 1, nó năng lượng đó là năng lượng của sự sinh tồn. Đó là nó năng lượng của sự mà chống lại những cái tiêu cực, chống lại những cái mà nó hại đến mình. Màu đỏ. Đó là đúng luân rồi. Sa 1 là màu đỏ. Nếu mà những người mà học thiền hồi xưa là họ nói họ mở cái luân sa 1 lên là họ mở được cái năng lượng Kundalini đó, nó sẽ đi thẳng lên tới đây, nó sẽ phát ra. Đó, nhưng mà về sau thì khi mà em nghiên cứu thì nó rất là nguy hiểm, nó phải ai cũng mình làm chủ được đúng cái rồi. Luồng năng lượng đó, gọi là luân hỏa xà. Đó này thì... yếu là tổ quả mà nói như phim chuyên trưởng à, không biết mà vận hành tầm bậy tầm bạ là không á, nó dịch cân kinh rồi này nọ chứ mấy cái đó là tổ quả nhập ma đó. Cái năng lượng nó là mang màu đỏ. Và những cái lá phù ở bên đạo gia là phù trấn yểm, cái phù đó em thấy nó cũng là năng lượng đỏ, tức là năng lượng trừ tà. Đó là có những cục đá là anh thấy nó màu đen như thế này, giống như là cục tụt melin đen. Tụt melin đen á thì người ta nói là cục đá trừ tà, thì đúng rồi, em nghiên cứu rồi em biết vậy thôi. Nhưng mà về sau khi em biết về năng lượng em thấy nó là năng lượng đỏ, nó màu đen nhưng mà nó năng lượng đỏ nên nó là trừ tà, đúng rồi. Đó thì nó phù hợp với những cái đó, nên hả cái này người ta nói có thể trừ được tà ma, là trừ được những cái năng lượng xấu, năng lượng tiêu cực. Đó thì không phải mình cứ thấy màu đen tức là năng lượng đen, không phải, nó có những cái loại màu riêng của nó. Như là cái kiểu hình thì nó màu đen vậy thôi, nhưng mà cái năng lượng phát ra nó đỏ. Giống như cái này là thạch anh khói đi, thạch anh khói mình nghĩ là nó màu khói nhưng không phải, năng lượng của nó là năng lượng 7 màu. Là một cục này nó sẽ cung cấp năng lượng cho đủ 7 luân xa của anh, là tổng hợp á. Một cục này nó năng lượng tương đương với một cụm này. Đó thì mỗi một cái cục đá nó đều có năng lượng khác nhau. Đó thì có cái cục này chắc anh thích nè. Cục đá này là hai cục đá của nền văn minh Lemuria. Văn minh Lemuria là một nền văn minh mà nó cách đây khoảng 30.000 năm mà nó đã bị một cái tai nạn mà làm cho nó bị mất đi rồi. Đó thì khi mà em đem ra sáng thì anh sẽ thấy nó có cái điều kỳ lạ đó. Thì khi mà em coi về cái niên đại á thì em có cái khả năng coi được, nhưng mà em không có chia sẻ với anh nhiều về cái đó được. Ok. Đó thì nó em biết được niên đại của từng cái nó đúng không, hay em có bị lừa hay không. Đó thì hai cục này nó rất là đặc biệt.
đá Lemuria thì nó sẽ mạnh hơn những cái cục thạch anh thường một chút. Nó có thể hỗ trợ cho những người ta thiền định, nhưng mà người Lemuria là một cái chủng tộc, anh nói về họ trước đi, là một cái chủng tộc người mà có nền văn minh của họ nó song hành với Atlantis. Nhưng mà người Lemuria là những người mà thích cây cỏ, thích những cái gì về thiên nhiên, họ sống mà hòa mình với thiên nhiên, và họ có cái năng lượng tâm linh rất là mạnh. Họ có được con mắt thứ ba luôn, họ nói chuyện với động vật, nói chuyện với cây cỏ luôn, họ chữa lành bằng những cái đó. Họ sống thiên nhiên nhiều hơn. Đó là họ có phép thuật nữa, họ có tha tâm thông, họ có các khả năng di chuyển tức thời. Họ cũng có khả năng sử dụng những cái tinh thể để chữa lành như người Atlantis. Nhưng mà người Atlantis lại là một cái cụm người Lemuria mà họ không có cái tính tách như vậy. Họ là tính cách thích đấu đá, thích chiến tranh, thích mà dùng sức mạnh để có được cái mình muốn. Thích chinh phục. Đúng rồi, họ tách ra để làm một cái nền văn minh riêng. Rồi ở đâu họ phát triển mạnh về công nghệ và kết hợp với nhiều người ngoài hành tinh đó, để mà họ trao đổi. Rồi tao cho mày này, mày cho tao công nghệ đó, thì họ phát triển một cái nền văn minh mạnh hơn. Và sau này với cái tâm tính của họ, họ hay đi kiếm người Lemuria để mà họ đánh đó. Bắt đầu khi mà công nghệ nó tới một lúc cao rồi, bắt đầu người Atlantis họ sẽ gọi là cái đạo đức bị suy đồi. Họ có những cái công nghệ mà họ kết nối và họ lai giữa con người và động vật nữa, là họ lấy cái đó làm chồng làm vợ luôn, họ quan hệ luôn. Nên ở bên tâm linh á, có những cái đạo giáo họ nói là bởi vì vậy nên làm Thượng Đế tức giận. Nên sẽ có những cái trận động đất nè, những cái đứt rẫy mảnh tiếng đạo nè, thì đẩy cho cái nền văn minh Atlantis nó chìm xuống đại dương, nên có rất là nhiều kim tự tháp ở dưới đại dương bây giờ. Và rất là nhiều di chỉ mà em thấy nó là nó thuộc về nền văn minh Atlantis. Đó thì người Lemuria là người ngược lại, họ thấy trước được cái chuyện đó, là trước khi mà họ chấp nhận cái chuyện đó luôn. Họ là những người mà có tâm linh cao thì họ biết là chết không phải là hết. Cái linh hồn họ vẫn tồn tại mãi mãi. Nên trước khi họ mất đi á, họ sẽ tạo ra những cục đá này, gọi là đá Lemuria. Đá Lemuria nó không giống những cái cục thạch anh thường. Thạch anh thường như anh thấy ở đây á, thì nó có thể mọc thành một cụm. Đó thì một cụm này đó, là giống như mình đào lên là nó là như vậy. Đó thì đó là thạch anh trắng bình thường thôi. Còn đá Lemuria thì bây giờ rất là nhiều người bán đá Lemuria, nhưng mà nó không phải là đá Lemuria thiệt. Đó, tại vì nó có khi là một cụm, có khi là nó có hình dạng không đúng. Nên khi mà nghiên cứu kỹ thì em mới biết là đá Lemuria này á, nó chỉ có ở một cái mỏ đá Minas ở Brazil thôi. Nên hai cục đá này em phải mua ở Mỹ. Đó, thì mua ở Mỹ. Và cục đá Lemuria nó chỉ có một cục duy nhất thôi. Giống như là ai đó là có một cục đống này, người ta đục ra, người ta cầm nắm, người ta xài, người ta chôn xuống cho mình đào lên. Đó là người Lemuria, họ đã để lại những viên này theo cái cách đó. Họ chôn xuống lòng đất, và tới cái thời điểm này là khi mà cái nhân loại nó tới thời điểm mà phải hiểu về năng lượng, tới thời điểm mà cần trợ giúp về năng lượng đó, thì những cục đá này bắt đầu xuất hiện. Bắt đầu từ năm 1980-90 là bắt đầu họ khai thác được những cục đá này ở Brazil, và họ bán đi khắp thế giới. Và khi mà em nghiên cứu nè, thì đá Lemuria nó khác một cái, giống như là cái đây anh thấy nó rất là trong. Nhưng mà cái này thì nó có những cái đường đặc biệt. Đó, thì những cái đá thường, tự nhiên luôn những cái đá thường nó không được như vậy. Đó thì nó có như là một mặt trong một mặt nhám. Một mặt trong một mặt nhám vậy đó. Là nó có phải có hai cái cửa sổ này. Cửa sổ này để đặt ngón tay lên và nó sẽ truyền năng lượng lên. Là để hỗ trợ cho những người ngồi thiền. Đó rồi bắt đầu nó chỉ có một cục thôi, và nó chỉ đúng ở cái mỏ đá đó mới có thôi. Cho anh hỏi là cái cục đá này khi người ta khai thác lên là hình dạng nó vậy luôn chứ cái này không phải là dùng máy mài để mài. Nó vậy luôn. Tất cả là tự nhiên hết luôn anh. Đúng rồi, rất là vừa tay luôn. Thì giống như để cầm vậy đó. Cho anh hỏi cái tộc người gì? Lemuria. Lemuria có phải anh có đọc trên internet cái tộc người mà bận bộ đồ trắng, ăn chay và sống rất là thọ, nói là anh cả của thế giới phải không? Cái đó thì cũng em cũng chưa tìm hiểu là cái đó có phải là hậu vệ của người Lemuria hay không. Mà theo em biết là người Lemuria khi mà cả một cái lục địa bị nhấn chìm á, có khoảng vài chục ngàn người họ đã di chuyển được xuống lòng đất họ sống. Và có một vài người họ để đi theo cái luồng quay đó là họ mất đi. Nhưng mà sau này họ đầu thai thành rất là nhiều người ở bây giờ. Nên có nhiều người bây giờ họ có cái tiền kiếp Lemuria. Tôi phải đi tìm cái cục đá này, tôi biết tôi cần cái đó. Và khi họ thiền xong hay là họ làm sao họ mở được á, vô tình cái cục đá này là do hồi xưa họ chôn xuống chính nó luôn.
Là bây giờ họ tìm lại rồi. Họ tìm lại, nó hỗ trợ cho họ luôn. Anh thấy, anh thấy thế giới này nó kỳ bí lắm á, chúng ta chỉ là một phần nhỏ nhoi, chúng ta chưa hiểu gì nó đâu. Nên hả, bây giờ thì em sẽ cho anh thấy tại sao em chắc chắn hai cục này là thiệt. Tại vì nó có một cái gọi là Recall Keeper. Không phải cục Lemuria nào nó cũng có Recall Keeper. Recall Keeper là gọi là người ghi giữ thông tin. Đó là dịch sát nghĩa một chút á. Nó thì gọi là những cái thông tin đó là người Lemuria họ muốn để lại cho hậu thế. Em chưa có truy cập được thông tin đó, nhưng mà người, những người Lemuria cổ á, họ nói, những người mà đầu thai lại á, họ nói khi mà mình thiền và mình đi vô đây là đó là một cái tòa nhà và nó mang rất là nhiều cái thông tin mà để có thể khai mở cho nhân loại và nói cho nhân loại về cái câu chuyện của cái nền văn minh đó. Đó thì những cái Recall Keeper là những hình tam giác. Đó thì anh thấy là hai cục này sẽ có những cái hình tam giác giống như vậy. Nó khi anh để đèn vậy nè, đó, anh thấy nó nhám bình thường. Đó, anh sẽ thấy những cái hình tam giác khi mà anh để lên trên đèn. Đó. Nè, đó, vị trí của em anh sẽ thấy. Rất là nhiều, nhiều Recall Keeper. Đó, nó ẩn như đó. Các bạn có thấy không? Không biết các bạn ở trên TV. Đó. Là cái này không làm giả được, tại vì anh để ý là nó nằm ở bên dưới cục đá. Wow. Khi mà anh mở lên thì nó là nó mặt phẳng bình thường, không phải bắn lên. Đó, nó nằm bên dưới cục đá. Bên này cũng vậy nè. Bên này nó cũng có Recall Keeper rất là nhiều. Độc thiệt ta. Ôi. Đó, những cục hình tam giác này. Anh để đúng cái ánh sáng anh sẽ nhìn thấy được nó. Thì cục đá này cũng vậy. Cục đá này nó cũng có nhiều Recall Keeper ở trên đây. Có nghĩa là đúng cái độ nghiêng của ánh sáng chúng ta thấy có những cái rất là nhiều, giống như dạng ký hiệu, một cái dạng ngôn ngữ gì đó. Nó nhiều thì em để cho anh dễ quay. Đây, ở đây nè, một đống nè. Đúng rồi. Nó nhìn ngay góc của em nè. Ngay cái tay em chỉ. Ở trên này đó chút đó, đây đây thấy đã đó. Quá đó. Trời đó đó đó, rất là nhiều. Nó gọi là Recall Keeper thì em chưa có truy cập được ở đây, em chưa có biết là thông tin gì, mà theo em nghĩ thì nó chỉ là, em nghĩ là họ kể lại cái lịch sử của người Atlantis, là những cái gì mà người Atlantis đã gây ra và làm cho nhấn chìm cái lục địa của họ, nhấn chìm cái nền văn minh quá hiện đại của họ. Đó thì khi mà nó theo cái quy luật của vũ trụ là thành trụ hoại diệt. Khi cái gì nó lên tới đỉnh cao thì nó bắt đầu suy đồi, nó bắt đầu nó sẽ phải diệt vong. Đó thì rất là nhiều nền văn minh nó đã đi vào cái đó. Đó nên cả những cái mà nó thuộc về chính trị, như mình thấy là Việt Nam Cộng Hòa chứ hả? Mình cứ nói là bị cướp, bị này kia. Thật ra nếu mà nói về thành trụ hoại diệt là họ đã lên tới cái đỉnh cao rồi. Họ là Hòn Ngọc Viễn Đông, họ đã có mọi thứ rồi, thì tới lúc mà họ phải đi xuống. Đó thì có một cái khác phải xây dựng lên. Nhưng mà cái khác mà nếu mà nó lại cứ đi theo cái đường lối mà cứ hiện đại mà cái tâm con người vẫn còn nó không tốt á, thì nó cũng lại y chang như cái xe độ của những cái nền văn minh cũ. Anh nghĩ đây là xu thế luôn rồi. Khi mà nó phát triển cao quá, bắt đầu cái đạo đức nó sẽ bị coi như là lượt bớt đi, chạy theo đồng tiền, chạy theo vật chất, rồi từ từ nó sẽ coi như là sụp đổ thôi. Đó thì những cái này rất là nhiều Recall Keeper mà không biết là có quay được không. Ai cũng thấy á, đọc á. Này đó, đó cái hình tam giác. Đó. Với anh thì rất là tất cả đều là giả thiết hết. Người ta nói là kim tự tháp, tất cả mọi cái là anh thì anh như quan điểm cá nhân của anh, anh không tin là con người có thể làm được đâu. Chắc phải cái nền văn minh nào đó nó phải hiện đại hơn bây giờ rất là nhiều lần. Sau này anh, thì sau này thì con người sẽ hiện đại hơn cái này nữa. Đó nên tí tương lai là như vậy thôi, bây giờ thì chưa nữa, em đang tìm hiểu rất là nhiều. Đó thì những cái em nói với anh thì nhiều cái là nó, em thực chứng nó bằng tâm linh, là em có thể biết được đúng chính xác cái niên đại nó là như vậy. Đó thì nó có thật hay không, tại vì hai cục đá này không phải là tự nhiên em mua được. Mà khi mà trước khi đi tìm nó thì em khấn những cái người Lemuria cổ đại, nếu mà mấy người có thiệt á, dẫn cho tôi mua đi. Cái em lướt, em coi cả ngàn cục đá ở bên Mỹ, em thấy hai cục này, em thấy nó có Recall Keeper mà không ai mua hết, tức là mình thấy được. Mà nó bán rất là rẻ luôn, tại vì cái người bán không hiểu giá trị. Họ chỉ biết đá của Brazil, em nghĩ một cục này bên Brazil bán qua Mỹ chắc là 200-300 ngàn cục. Nhưng mà những cái shop mà nó có cái chữ Lemuria Recall Keeper, là cục đá là 8-9 triệu, 20-30 triệu.
thì lúc đó em không có khả năng mua rồi. Ừ. Đó thì em mua rất là rẻ, nhưng bù lại cả hai đều có. Và khi mà em phát hiện là nó lúc nào cũng đi thành một bộ. Ừ. Nó cùng một màu và là hả, nó có recordkeeper, chứ không phải viên nào cũng có. Ừ. Cả nhà ngàn viên mới có được một viên, thì may mắn là em mua. Coi như là cũng hữu duyên á, dạng hữu duyên mới cho mình tiếp cận được, thì mua được. Thì lúc đó em cứ nghĩ là phải có cái này mình mới ngồi thiền được, phải có cái này nó mới cung cấp năng lượng cho mình được. Ừ. Thì nó mới mở cho mình cái gì đó, hay mình thấy được cái bí mật gì đó. Vậy sao em biết là không phải. À, Việt Nam mình là cái đất địa linh nhân kiệt. Ừ. Là con rồng trái tiên là có thiệt. Đó là cái đất của mình sinh ra rất nhiều cục đá thiên. Và sau này khi mà em thấy được năng lượng của nó thì em biết nó là cục đá thiên đó. Cục thạch anh tím thường đi, nó khoảng 3 điểm năng lượng đi. Cục đá thiên nó khoảng 30 điểm, nó gấp 10 lần vậy. Ừ. Đó thì Việt Nam còn có nhiều hơn thế giới nữa, nên không có việc gì phải đi tìm nữa, nước ngoài nó mệt mỏi. Ừ. Đó thì sau này em đã hiểu rồi, nó khác rồi. Đó thì bây giờ em đã nghiên cứu tới nhiều cái khác. Hiện nay em chia sẻ anh về đá, là nói chung là những cái thứ đó cũng là như vậy. Thì trong lúc em cũng còn đang tìm hiểu. Ừ. Đó. Rất thì là hay. Cái này nó có một cái hệ phái, gọi là họ xếp những gọi là tinh thể đá, gọi là lưới tinh thể. Ừ. Cái này chỉ là một cái lưới cơ bản đơn giản thôi, còn họ xếp những cái lưới rất là phức tạp. Trên những cái hình học thiên á, nó còn cung cấp năng lượng chữa lành, năng lượng giúp đỡ cho củ quyền, năng lượng giúp đỡ cho rất là nhiều điều có cái đó, mà em không biết cái pháp đó ở đâu ra. Thôi kiến thức này bao la quá, cái này phải hiểu. Cần thời gian để mà tìm hiểu và trải nghiệm. Anh thấy ở dưới này nó có một cái bảng gọi là thời gian, rồi tháng, rồi chữ cái, rồi đó là cái gì ta? Cái này là khi mà em sử dụng con lắc á và cảm xạ học á. Ừ. Thì em biết con lắc nó là không phải là cảm xạ thường đâu, nó giống như là cầu cơ vậy đó. Ừ. Khi mà anh hỏi, anh cầm một con lắc như thế này, em hỏi yes hay no đi, thì giống như là em thì em sử dụng được con lắc nè, em hỏi hôm nay anh Nam Ngô có đi xe hơi không, đó nó sẽ qua chữ yes. Ừ. Là nó đi xe hơi đó. Thì khi mà em hỏi những cái gì nó sâu hơn á. Ừ. Mà nó cần cái lời nói á, thì nó sẽ em viết lại thành được một cái chữ. À. Em hỏi theo tôi là tới tháng nào là tôi có thể mua được xe, chỉ hay là đó. Ừ. Nó thì cái này á mình đã gọi là cảm xạ, nhưng mà theo em thấy nó là cầu cơ, tại kiến thức này là của người châu Âu. Ừ. Ở Việt Nam thì hầu hết là câu hỏi yes no, câu hỏi cái người đó còn ở địa phương không, người đó ở yes no. Nhưng mà ở bên nước ngoài họ đã hiểu cái đó, họ làm nên bản này. Em mua về em thử thôi. À. Đó thì nó chạy thiệt đó. Ừ. thì cái con lắc này là em được tặng đó. Ừ. Thì cái này nó thuộc gì, nó gọi là sao ta, có nhiều người họ biết cái này nhiều hơn em thì biết cơ bản thôi, nên. Ừ. Em không có chia sẻ nhiều. Ok, được. Đó, mình đang tìm hiểu thôi đó. Ok, thì quá tuyệt vời. Còn cái này anh thấy thì nó là một cái của người thổ dân. Ừ. Mà nếu mà các bạn chơi tarot hay là những cái người kinh doanh á, họ biết cái này nhiều. Ừ. Đó thì cái này là để Palo Santo và xô thơm. Nếu mà những cục đá này khi mà năng lượng nó đã đầy rồi, hoặc là nó rất là nhiều năng lượng xấu trong đây nó hút vô á. Ừ. Thì anh sẽ đốt cái khói này lên. Đó thì anh đốt bằng cái nến này nè. Ừ. Anh sẽ để cho nó làn khói, nó sẽ tẩy những cục đá của mình đi. À. Đó là để tẩy đá, hoặc là để tẩy không gian. Tẩy không gian thì anh có thể nhìn đây, thì nó có ở bên châu Á của mình nó nói về kim mộc thủy hỏa thổ. Ừ. Bên châu Âu là nó nói về đất nước gió lửa. Ừ. Đây là đất nè. Ừ. Đây là nước nè. Ừ. Đây là lửa nè. Ừ. Đây là gió nè. Gió đó. À. Thì đất thì tượng trưng cho thổ rồi đó, thì nước là thủy rồi. Ừ. Đó, nhưng mà thổ và kim á thì nó là thuộc về đất ở này, thổ và kim. Ừ. Đó thì còn thiếu thủy, lửa đó, rồi gió đó. Thì hả, đất nước gió lửa thì nó cũng là ngũ hành thôi đó. Thì khi mà tất cả mọi thứ nó cũng liên quan tới đất nước gió lửa, năng lượng, nếu mà nói về năng lượng em sẽ nói cho anh về cái đó luôn. Ừ. Đó giống như là anh thấy con người mình đi, anh bệnh cái anh đi giác hơi, anh dùng lửa. Và là có những cái người mà người ta có cái kiến thức mà họ đứng đằng sau lửa trái á. Ừ. Nó cũng khỏe. Hoặc là anh đi đắp bùn đi thì. Ừ. Anh dùng nước, anh dùng đất tắm bùn luôn. À, đó, bùn là đắp, anh cũng khỏe. Ừ. Đó, hoặc là mỗi một buổi mà anh đi làm mệt mỏi tới cuối ngày thì anh xả nước, anh thấy nó sảng khoái. Ừ. Là anh dùng nước.
Hoặc như anh khi anh đi ra ngoài, anh đi du lịch, anh ở đâu gió thổi hiu hiu lá nữa anh thấy anh khỏe. Với một cường độ nhất định đó, nó đúng thì anh sẽ phải là đều sử dụng đất nước gió lửa để thanh tẩy và để chữa lành. Đá cũng vậy và cơ thể người cũng vậy. Và trái đất cũng vậy. Trái đất là sao? Một cái nền văn minh bị hủy diệt hay một cái khi nào trái đất thấy tao mệt rồi tao muốn rửa, anh thấy nó có gì, có động đất, anh thấy nó có sóng thần, anh thấy nó có bão tố, dịch là bệnh. Gió nè, bão tố là gió, động đất là đất, sóng thần là nước, lửa là trái nè, cháy rừng nữa. Núi lửa phun nè, nó cũng sử dụng đất nước gió lửa để nó thanh tẩy. Đó nên nói về năng lượng thì phải nói về cái đó. Đó nên khi mà anh thấy ở đây tức là cái này tượng trưng cho gió nè, đó, cái này tượng trưng cho lửa, cái này tượng trưng cho nước và cái này tượng trưng cho đất. Thì khi mà em đốt cái này lên á, em cầm một bộ đây thổi là nó thanh tẩy hết cái không gian của em. Là nó sẽ có những cái năng lượng xấu nó sẽ bay đi đó, cũng y chang vậy. Nếu mà một người kinh doanh á mà hiểu thì á, lâu lâu họ sẽ mua cục xô thơm này, họ đốt hết nguyên cái khói xông nhà. Thì đó là cái cây xô thơm này á, là cái này gọi là gì, xô thơm anh, xô thơm hầu hết là ở Mỹ. Là những cái bộ lạc mà của Mỹ hồi xưa, đúng rồi, họ hay sử dụng trong những cái nghi lễ truyền thống của họ. Mà bây giờ người châu Âu xài cũng rất là nhiều. Còn ở Việt Nam là có gì, có lá bưởi nè, có lá thông nè, nó kiểu vậy, y chang vậy. Cũng sử dụng những cái đó để xong. Đó, thì xô thơm thì nó tiện, nó bó lại, nó xài rất là lâu. Nên em thích em mua cái này. Còn cái này, cái Palo Santo là một cây họ trầm. Nó hình như là ở Ecuador hay gì em không nhớ. Đó thì nó là cây họ trầm, nhưng mà những cái này không có được chặt nha. Là mình nó những cái cành ở trong cái rừng đó, nó rớt xuống cả 5 năm 10 năm nó là khô á. Đem về họ chẻ ra họ bán khắp thế giới thì gọi là Palo Santo, là cây thiêng. Nó đi em đốt thử anh nghe cái mùi. Khói nó rất là nhiều. Đây anh có. Đó, thì anh có thể thanh tẩy không gian được bằng cái này. Đó, anh tẩy đá được bằng cái này. Đó, nếu mà anh có một cái cửa hàng, đây là cửa hàng của chị Trang ở nhà đi, mà anh hả tuần nửa tháng gì đó anh lấy cái này nè, đó anh đi khắp nhà anh xong đó, thì nó sẽ thanh tẩy hết cái không gian của mình. Đi theo cái chiều này nè, đó là chiều của năng lượng, chiều ngược chiều kim đồng hồ, không đúng chiều kim đồng hồ, đúng chiều kim đồng hồ đó. Thì anh đi hết cái nhà của mình là nó sẽ thanh tẩy, hoặc là khi mà tẩy đá thì cũng tẩy vậy thôi. Thì cũng vậy. Thì rất là nhiều cái người phong thủy ở Việt Nam á, là người ta mua đá về một thời gian, cái những cái người có khả năng thấy năng lượng á, ô cục đá này chết rồi, không phải chết, mới đầy thôi. Đó là họ có thể phải đáng là phải tẩy bằng đá. Hoặc là có những cái trang phong thủy nó một thời gian dài tôi nghiên cứu là tôi có thể tẩy bằng nước, hơn là không sử dụng đất nước gió lửa để tẩy. Còn đất là anh chôn cục này xuống đất nó cũng tẩy mà nó hơi lâu một chút. Đó thì mình đã dùng lửa nè, nước rồi nè, nó còn gì nữa, gió này không biết. Nhưng mà tại vì có cái nhiều cách tẩy đá, anh phơi chăn, anh phơi mặt trời, anh chôn xuống đất, anh rửa nước, anh tẩy như thế này, rất là nhiều đó. Nên nói về năng lượng em nói suốt ngày cũng được, nên hả em có thể chia sẻ sơ anh những cái trên bàn của em đó. Thì nó là như vậy đó. Thì nó liên quan, nếu mà sâu nữa là liên quan tới đạo giáo, nó liên quan tới tu tập, nó liên quan tới tín ngưỡng, thì nó lại chuyển qua mê tín dị đoan rồi. Đó thì không phải là ai cũng hiểu và chấp nhận đó. Được, ok em. Năng lượng thì ok, năng lượng thì nó nói chung nó cũng gần hơn, nó cũng gần. Nếu mà nói về năng lượng của đá, của âm thanh, của tần số, tần sóng thì cái đó là khoa học nha các bạn. Thì mình đã có dịp tiếp cận với những cái nguồn năng lượng mà chúng ta không có cảm nhận trực tiếp được. Một lần là đi show mê lá thì có một cái bạn cái shop thì giới thiệu cho anh về cái năng lượng, về cái chuông gió, về cái tần số á, thì anh cũng đã có cảm nhận rồi. Nó cũng gọi là khá là gọi là nó giật tưng tưng luôn á em. Quay có con giọng cái mà cái tần số của cái rung nó đưa vô nó giật bật luôn á. Thì là mình đã cảm nhận được trực tiếp rồi. Thì hôm nay gặp Tuấn chia sẻ thêm một cái năng lượng từ đá nữa. Nghe nó có cái logic của nó, chứ không phải là nó chuyện phù phiếm dạng cái chuyện mà gọi là tưởng tượng hay gì, mà nó có logic đàng hoàng ha, rất là hay thì luôn. Có nhiều cái ở đây thì các nhà khoa học đó rồi là họ chưa có hiểu, thì họ nói là nó không có tồn tại, hoặc nó không có, hoặc là họ phủ nhận, hoặc nó mê tín. Nhưng mà có rất là nhiều chuyện thì tâm linh, thật ra theo em không gọi là tâm linh với là khoa học. Nói như có đợt em nói những cái chuyện như thế này ở ngoài đường, cái có cái ông kia tâm linh khoa học nó thì em không có chấp nhận, em gọi nó là khoa học tâm linh. Thì ổng nghe cái cụm đó, ổng mới chọt vô đó.
tại em gọi là khoa học tâm linh, tại vì nó là liên quan tới nhau. Nó chỉ là tâm linh, nó có nhiều cái nó sẽ đi trước khoa học thời gian. Đúng. Giống như hả 100 năm trước anh nói đi có cái gì đó mà tôi ở đây tôi nhắn tin ở bên Mỹ nghe nó là thằng này xạo, thằng này khùng. Nhưng mà 100 năm nay thì nó là sự thật. Hồi xưa nói là tao sẽ bay lên trời như con chim mà bị chửi điên đem đi ném đá. Bây giờ bay mầm luôn. Thì một ngày nào đó khi mà khoa học họ hiểu á, họ biết được năng lượng đá, họ biết cái này thì có thể là họ như người Atlantis là họ lắp của cục này vô phi thuyền là họ bay được. Họ sẽ không sử dụng những năng lượng chất đốt, những cái năng lượng mà hóa thạch như là dầu mỏ nữa. Các bạn thấy là phim Hollywood Marvel Iron Man là nó cũng lấy từ những cái ý tưởng, những cái này đúng không? Làm cái cục năng lượng vĩnh cửu á gắn vô đây cái xài hoài thì anh nghĩ những cái chất liệu nó cũng lấy từ những cái kiến thức này ra. Thì thật ra nền văn minh Atlantis bây giờ họ tham, họ sử dụng năng lượng của tinh thể để họ làm nên vũ khí nữa. Thì một cái đợt là họ bị một cái tai nạn liên quan tới thí nghiệm vũ khí của cái tinh thể này. Nên họ nổ tung và họ đã gây nên những cái đứt gãy mảnh kiến tạo đó, họ sẽ nhấn chìm cả cái nền lục địa của họ. Thì bây giờ ở ngoài biển Bermuda thì người ta đồn thôi, chứ còn em thì chưa có chứng thực cái đó lắm. Tức là những người hiểu về tâm linh không biết họ có khả năng nhìn thấy, họ nói dưới biển Bermuda tại sao nó có những cái từ trường đó. Và tại vì ở đó có một cái cục đá chủ của cái người Atlantis ở dưới. Cục đá nó cung cấp hết năng lượng cho cả thành phố hay gì đó. Thì khi những cái ngày mà mặt trời và mặt trăng nó ở một cái vị trí nhất định, nó cộng hưởng thì ở đó nó sẽ thay đổi từ trường và nó sẽ tạo những cái lực hút mà nó hút máy bay. Hút thuyền rồi xuống luôn. Tam giác Bermuda đó. Đúng rồi. Thì ở cái chỗ đó thì họ nói là có một cái cục đá chủ của nền văn minh Atlantis ở đó. Đó thì rất là nhiều cái di chỉ của Atlantis đang ở Thái Bình Dương cũng nhiều. Đó, ở ngay cái khu mà gần Hawaii đó. Thì em có thấy rất là nhiều cái nền văn minh, không phải nền văn minh mà những cái công trình của người Atlantis ở bên dưới biển đó. Đó, nhưng mà em cũng đang tìm cách em sâu chuỗi là em hiểu được cái nào của người Atlantis, cái nào của người Lemuria. Tại vì hiện đại thì người ta chưa có phân biệt được. Đó, nhưng mà cái quá trình mà em tìm hiểu về tâm linh thì em hiểu được cái niên đại của nó. Thì em cái chỗ này phải là của người Lemuria. Tại khoảng từ 45 đến 30 ngàn năm. Cái này cũng người Atlantis khoảng từ mười mấy ngàn năm trước là họ sao một chút. Đó, thì họ Lemuria lại có những nền văn minh xưa nữa là người Lemuria khổng lồ, là họ cao khoảng 10 mét. Đó thì họ là hai cái tách ra. Sau khi kết thúc nền văn minh của người Lemuria khổng lồ mới tới của người Lemuria bây giờ. Bây giờ người ta vẫn tìm ra những cái dấu chân của người khổng lồ á. Lemuria khổng lồ thì khoảng từ 200 tới 100 ngàn năm trước. Hay quá. Tưởng đam mê cái này nghe nói nghe đã luôn. Khi em nói về cái này nhiều người ta sẽ nói em bị khùng. Tại vì thật ra họ thì không kiểm chứng được, còn em có nhiều cái phương pháp em kiểm chứng được cái chuyện đó thì cái đó thì em sẽ không nói sâu nữa, sâu nó thành mê tín. Ok. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bản thân mình á các bạn là mình nghĩ nha, mình nghĩ là có người ngoài hành tinh và họ đã sống ở cái thời gian trước khi mà mình xuất hiện rất là lâu, thì qua những cái công trình gọi là vĩ đại giống như là kim tự tháp nè, từng mấy cục đá bự bằng chắc nửa khúc nhà này, làm sao mà con người mà khiêng lên là chồng lên. Cái đó thật ra cũng của nền văn minh cũ anh. Nền văn minh cũ, những cái em kể đó, Lemuria và Atlantis là họ đủ công nghệ để làm chuyện đó luôn. Ở bên bên có, nhưng mà những cái cục đá đó các bạn biết á, là ví dụ hai cục đá rất là to bằng cái nhà này nè, chồng lên nhau mà cái mối nối á, nhét tờ giấy không nhét qua, có nghĩa là nó được cắt, nó được mài, hay nói là CNC hay như giờ nhẵn nhụi luôn. Chứ không phải là theo kiểu đục mà lòi lõm đó, thì mình nghĩ con người nào mà làm được chuyện đó. Cái thứ hai nữa là trên những cái hoang mạc của Nam Mỹ hả ta, có những cái hình biểu tượng mà rất là kỳ lạ luôn á, trên một cái diện tích khổng lồ luôn á. Thì cái đó con người nào làm được, đâu có người nào làm được. Những cái vòng tròn rất là đều nhau, hàng ngàn cái vòng tròn trên mảnh đất. Thì bây giờ thì nói chung là các nhà khoa học họ bỏ một thời gian mấy chục năm rồi, họ nghiên cứu đủ thứ, họ có bằng, có cấp đủ thứ, tiến sĩ, thạc sĩ, giáo sư, họ không có nhận mình ngu. Nên bất cứ cái gì kỳ lạ họ đều tìm cách giải thích, rồi nếu giải thích không được họ nói xạo đó. Đây có khi nào em là người ngoài hành tinh không ta? Tin gì giảm lắm à, biết nhiều quá. Thấy biết hơi nhiều á. Thật ra người ngoài hành tinh là có thiệt, nhưng mà họ tồn tại ở hai dạng. Người hành tinh thì tồn tại một dạng là người là mình thấy thằng đó người hành tinh đó rồi, xuất hiện biết liền. Còn có những vài người hành tinh là họ chỉ tồn tại ở dạng linh hồn thôi. Là họ có cái phần tâm linh nó cao, họ xuống trái đất này để họ hỗ trợ con người.
giống như em không biết nói anh tin không, nhưng mà nhà bác học Nikola Tesla là một người sao Kim. Đó, họ giống như ổng có nhiệm vụ tôi muốn xuống đây tôi đem lại cái nền văn minh cho con người. Ổng đem tới dòng điện xoay chiều, ổng đem tới ánh sáng, ổng mở ra một cái kỷ nguyên mới. Nhưng mà ổng nghèo. Ổng nghèo thì ổng rất là muốn làm nhiều chuyện lắm, vô tuyến điện, ổng muốn sau khi có cái luồng điện đi khắp nơi rồi, ổng muốn tạo thành một cái điện của trái đất. Ổng phủ hết nguyên cái trái đất và giống như wifi mình á, khỏi một giây. Nhưng ổng làm hoài làm được. Đó thì ổng chết trong cái nghèo khổ và ổng đau buồn. Nhưng mà cái mà ổng làm nói về Phật đạo nó là có cái công đức rất là lớn, là phước đức á, không phải công đức. Thì khi mà không phải là anh cứ đi cho tiền người nghèo anh sẽ có phước đâu. Đúng rồi. Mà khi anh sáng tạo một cái gì đó mà chúng sanh xài hoài đi, anh sẽ có phước cộng hoài. Thì tới bây giờ là tính ra không có ai có phước nhiều bằng ổng. Đó thì bây giờ cái kiếp này của ổng lại là ông Elon Musk. Nó không phải tự nhiên ổng đặt cái xe điện, ổng là Tesla đâu đó đều có cái nhân duyên. Bây giờ ổng là giàu nhất thế giới, ổng muốn làm gì cũng làm. Đó nên lâu lâu ông Elon Musk ổng khùng khủng nói tôi là một người hành tinh muốn trở về quê hương của mình thôi. Là ổng nói thiệt. Đó nhưng mà tại ai tin 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 thôi. Đó nhưng mà khi mà em đi xác nhận thì em thấy đúng. Đó thì nó nói về cả nhân quả mà nó nói về cả tâm linh. Và người ngoại tinh họ xuống đây bằng nhiều đợt lắm, những cái đợt của cái nền văn minh mình nè. Gần đây thì họ xuống từ năm 1945, là sau khi mà Mỹ nó ném hai trái bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki á, là bắt đầu những người hành tinh họ thấy có vấn đề. Tại vì người mình cứ nghĩ là cùng lắm là trái đất lũ một lỗ thôi. Nhưng không phải, trái đất nó quay và nó không trọng lực. Đó khi mà anh giống như anh để một cái banh nhựa đi, anh lấy một quả pháo anh dán vô nó, anh đốt pháo đây anh để dưới đất, nó nổ bùm cái thì cái banh nó cũng lăn. Thì trái đất cũng vậy. Nếu mà một cái lực một trái bom đủ mạnh á mà trái đất nó lệch trục và nó là không còn quay là nữa cái trục luôn. Là nó bắt đầu nó trôi trong vũ trụ là không còn con người nữa. Đó là đảo cực rồi bắt đầu động đất rồi bắt đầu đủ thứ hết. Họ thấy cái chuyện này là không được, họ mới xin với đấng sáng tạo cho họ xuống đây để hỗ trợ con người. Bắt đầu từ năm 1945 họ xuống nhiều đợt lắm. Đợt đầu tiên là họ xuống với những đứa trẻ màu tràm, là Eagle Child vậy, em không có nhớ được tiếng Anh đâu. Thì bắt đầu những đứa trẻ màu tràm tính cách là gì? Tính cách nó là phá rối, tính cách nó là phản loạn, kiểu như là nó muốn đổi những cái quan niệm cũ, những cái không đúng, những cái không tốt. Giống như cái tính của em kiểu vậy đó, ở gia đình kiểu là tôi không làm, tôi không thích. Là vậy. Thì nó sửa đổi những cái tập tính mà nó không những coi như là đó. Tính cách những cái đứa bé đó là nó hơi nổi loạn. Đúng rồi. Nó muốn thay đổi cái cũ đi. Đúng rồi. Mới. Thì bản thân nó nhận biết cái gì tốt cái gì xấu. Và bắt đầu tới những khoảng thời gian cách đây khoảng 80-90 đi thì nó là những đứa trẻ hình như là cầu vồng thì phải. Đó là những đứa đó là nó hơi có cái tính chữa lành, nó hơi có cái tính mà gọi là kết nối, tại vì lúc đó chiến tranh xảy ra quá nhiều rồi bắt đầu nó sẽ làm cho con người nó kết nối với nhau, có thể là thành giáo viên, có thể thành nhà khoa học, có thể thành nhà hướng dẫn viên, có thể thành nhà hoạt động tâm lý. Đó thì để thay đổi, họ sống lẫn vào con người để giúp cho con người mình thay đổi cái tâm. Và sau này hình như là những đứa trẻ pha lê, là những đứa trẻ có năng lượng chữa lành, những năng lượng mà nó kết nối và nó năng lượng mà nó đoàn kết hơn. Và sau này để xây dựng một cái thế giới mà con người không có thù ghét nhau nữa, không có đánh bom nhau nữa. Khi mà muốn ấn cái nút thì phải suy nghĩ chuyện đó có gì là để từ từ bắt đầu họ thay đổi cái tâm tính con người đi là sẽ không có cái chuyện đó xảy ra. Đó thì thật ra cả một cái vũ trụ này nó là một cái hệ thống chung. Đó thì mình và người ngoài hành tinh đều có những cái độ liên kết nhau và hỗ trợ cho lẫn nhau. Do khi mà con người bây giờ chưa nhận biết thì thấy người hành tinh xa lạ thì thật ra họ hỗ trợ cả về mặt công nghệ, họ bay vòng vòng, họ coi có thiên thạch nào họ bắn mình, họ bắn để cho nó đỡ qua cho mình. Đó. Hoặc là họ hỗ trợ cả về mặt tâm linh là họ đầu thai thành những cái con người này. Có những cái bạn em biết gọi là Starseed. Nếu mà anh có search trên mạng họ là Starseed là hạt giống ngôi sao dịch từ sát nghĩa. Đó thì họ có cả người nước ngoài, có cả người Việt Nam là đều nhận ra mình là người ngoài hành tinh. Đó là họ biết cái sứ mệnh của mình xuống để làm cái gì. Và họ làm rất là nhiều cái trị liệu, họ làm cả về năng lượng, họ làm cả về chia sẻ năng lượng đá, họ chia sẻ về cách tu tập, chia sẻ về cả thiền định để mà họ giúp cho chúng sanh thay đổi. Đó thì đó là người hành tinh tốt, nhưng có những người hành tinh xấu nữa. Đó thì nó là một cái, nó rất là nhiều thông tin. Quá bao la luôn bạn. Ok, thank you em rất là nhiều.
Tuấn vừa chia sẻ cho chúng ta về những cái trường năng lượng về đá kết hợp với những cái kinh nghiệm, những cái sâu chuỗi mà trong cái quá trình mà Tuấn tìm hiểu thì có thể kết nối được với nhau. Phải nói rất là hay luôn. Nếu mà mình có thời gian mình ngồi cả ngày nghe Tuấn chia sẻ chắc nghe giết dính luôn. Dạ, những cái vấn đề này nếu mình nói thì nó lại đi theo cái logic đó, nó tới cái này nó phải tới cái kia. Đúng đó rồi. Nên nếu mà nói gì cái này nó sẽ thành một cái dây đó, thành một cái thành cái một cái series đó. Nó thành một cái hệ thống kiến thức, mà nhiều cái kiến thức thì khi mà em hiểu cái em ghép được. Nhưng mà mọi người khi mà nghe thì ta nói thằng này nó khùng rồi, tại vì họ chưa có chứng thực được cái đó. Thì sau này đi thì khi mà khoa học phát triển tới một lúc nào đó chắc vài chục năm nữa thì em nghĩ là người ta biết nhiều hơn. Yeah. Đó, thì bắt đầu hay những cái người mà họ biết như em hoặc như những người khác thì họ chịu chia sẻ ra ngoài. Nó tính ra nhiều có người đó họ sống giống thấp một mình. Yeah, giống như cái gì đó. Cà phê Trung Nguyên. Đặng Lê Nguyên Vũ cũng nói là này đó, người ta cũng nói ông là hơi bị gì? Hoang tưởng. Cái từ vĩ gì tưởng tưởng cuồng vọng ha. Hoang tưởng. Yeah, Thật ra ông Đặng Lê Nguyên Vũ thì ổng có cái nhiệm vụ của ổng. Ổng mỗi một cái người đó xuống thì em không có nói sâu gì với người đó được, nhưng mà họ không phải là bị khùng đâu, họ là có một cái trí tuệ rất là cao. Yeah. Và họ một cái có cái gì đó họ muốn để xây dựng cho đất nước mình, cũng như những người ngoài hành tinh vậy đó. Thì người ngoài hành tinh gọi là Starship, còn những người kia gọi là Lightworker. Lightworker là những cái chiến binh ánh sáng, họ đem tới ánh sáng cho nhân loại. Họ là những cái linh hồn mà đã tồn tại ở trái đất hàng triệu năm rồi. Họ là người trái đất, còn cái người là người hành tinh. Đó thì năng lượng cũng như nhau thôi. Khi những người trái đất mà lâu đời cái linh hồn già thì họ sẽ thành những người giống như ông Trung Nguyên. Đó thì để họ làm cái chuyện đó để giúp đỡ cho nhân loại. Nhân loại không biết là ông này khùng rồi. Đó thì những người hành tinh cũng vậy, hay là những người mà người ta hơi tâm linh cũng vậy. Đó thì họ cứ âm thầm họ làm việc của mình thôi. Còn để mà sau này hiểu được thì phải một thời gian rất dài ngàn năm. Đó thì người ta mới thấy được cái ông đó là ai. Ok các bạn, hy vọng là các bạn cảm thấy thú vị cũng như là thích thú với những cái đề tài hồi nãy giờ mà Tuấn đã dành thời gian chia sẻ với chúng ta. Thì mình xin dừng cái clip ở đây. Tại vì nó cũng quá dài rồi. Mà câu chuyện thì mình cảm giác là chắc ngồi tới ngày mốt ngày kia gì nó vẫn có thể tiếp tục nữa, cho nên là mình xin phép dừng cái video clip ở đây. Khi nào mà có thời gian sẽ tiếp tục nhờ Tuấn, em có cái gì tìm hiểu được cái gì mới đó thì có gì em chia sẻ với anh biết, anh rất là hứng thú khi mà được nghe luôn á. Ok, thank you em rất là nhiều các bạn. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Bye bye, thank you em. Bữa nào có dịp anh em mình ngồi nghe nữa, cho anh nghe anh đứng anh muốn mỏi chân mà nghe hay. Cái này đi series ha.